bằng vòng hình, một sáng tác của nhạc sĩ Bế Ngọc Dương. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thưa các anh chị, là ca sĩ Tuấn Anh là một trong những ca sĩ hát rất là hay của thành phố Cao Bằng. Xin phép được gửi tới các anh chị huyện Mỹ Đức một bài hát về thành phố Cao Bằng thân yêu. Sau đây xin mời các anh chị cổ vũ cho ca sĩ Tuấn Anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và ca khúc ca chào thành phố Cao Bằng hôm nay xin gửi tới quý vị. Chúc đoàn có một chuyến đi vui vẻ và thật ý nghĩa về nguồn. Xin trân trọng cảm ơn.